Và ok luôn mọi người nha. Thì cũng đã rất lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với lại series mở thẻ cầu thủ. Thì hôm nay mình sẽ không mở thẻ Match Attack nữa, và mình sẽ đem đến cho mấy bạn hai bộ sản phẩm mới, đó chính là thẻ cầu thủ Panini. Thì thẻ này mình sẽ mua là hai loại bách ha, Multi Pack. Đây là pack thường nè, còn bên này là pack plus, thì nó cũng giống như extra với lại bản thường bên Match Attack á. Bên này á sẽ là những cầu thủ mà trong đội hình 2022-2023, còn bên plus sẽ là những cầu thủ mà cập nhật ở thị trường chuyển nhượng mùa đông á. Đó, và hai bách này nó khác ở Match Attack một cái là nó có một cái security protect nè, nhìn nó khá là chuyên nghiệp ha. Thì để dễ nhìn hơn thì mình sẽ mở ra thử ha. 5 minutes later. Và ok, do là cái bách hơi khá khó mở nên mình đã bỏ qua cái đoạn mở ha. Thì chúng ta sẽ coi nè. Ở đây nó sẽ ghi là có 5 bách nè. Đây tương đương 1 2 3 4 5. 5 bách bao gồm một cái bách limited edition là phiên bản giới hạn, và một legend card có nghĩa là huyền thoại nè. Đây chúng ta có thể xem sau này. Đây, legend thì chúng ta sẽ có đây là Alan Shearer nè, tiền đạo của Chelsea nè. Brian Robson của Manchester United. Bên đây là Luther King, một hậu vệ người Anh của Tottenham, và Paul Merson của Arsenal. Đây là những cầu thủ mà đã giải nghệ rồi ha. Ngoài ra chúng ta có thể kiếm được những cái thẻ giống như là thẻ chữ ký nè, nhìn khá là đẹp ha. Còn phiên bản Plus thì nó cũng na ná với lại các bản thường thôi. Nó cũng sẽ có 5 packet nè, 5 cái bách bình thường đây, và hai cái limited edition kẹt là hai cái phiên bản đặc biệt, nó sẽ nằm bên này. Đây chúng ta sẽ coi mặt sau ha. Đây chúng ta cũng có thẻ chữ ký nè, nó hơi khác so với lại thẻ thường một tí ha. Đây là những thẻ limited nè, đó khá là đẹp ha. Và để không làm mất thời gian của mọi người thì chúng ta sẽ vào mở luôn ha. Mình sẽ để cái này qua bên nè, cái này chúng ta sẽ mở bản plus sau, chúng ta sẽ mở bản thường trước ha. Mình sẽ tháo ra hết những cái bách này trước nha. A few moments later. Và ok, mình đã mở ra hết những cái bách ở đây. Bây giờ trong lúc mình mở thì đã không cẩn thận làm rách một bách rồi nè. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ mở cái bách này trước luôn ha. Đây, mình sẽ xé ra nè. Wow, đầu tiên mình đã thấy được Arsenal nè. Cầu thủ hình như đây là cầu thủ đặc biệt á, cầu thủ ở cuối cùng nè, cầu thủ đặc biệt sẽ là Arsenal, tiền vệ của Arsenal, midfield nè. Rồi, ta sẽ tới nè. Đây là một cái mã code hả? Đây là mã code nè, cho bạn nào có chơi cái tựa game Panini á trên Apple Store hoặc là CH Play nó sẽ có ha. Đây là mã code nè. Đó, mình không chơi nên mình sẽ nhường cho mọi người. Rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ có thẻ đây là chiếc cúp vô địch của Manchester City nè, đúng không? Này màu xanh dương nè, chiếc cúp vô địch Premier League. Rồi, thẻ tiếp theo sẽ là ủa, đây thẻ đây, forward là tiền đạo hả? Patrick Bamford, đây là tiền đạo của Leeds United. Và tiếp theo sẽ là ai đây? Wow, đây là Cristiano Ronaldo nè, anh CR7 nè của Manchester United. Wow, không tin được là mình đã mở ra được CR7. Oh my god. Wow, nhìn nè. Wow, nhìn bảy nè, nhìn ngầu quá, thẻ quá là đẹp luôn. Do là mình khá thích anh 7 nên là mình sẽ bỏ vô trong đây, để cho một cái pack nè. Nên mình sẽ bỏ vô trong một cái túi để bảo vệ nè. Đó, khá là đẹp ha, đây anh 7 nè. Oh my god, mới là pack đầu tiên thôi mà mình đã mở được CR7 nè. Thì mình sẽ để ở đây ha. Do là đây là những cái thẻ mà từ đầu năm 2022 á, nên là anh CR7 Cristiano Ronaldo vẫn còn ở Manchester United. Rồi, những match tiếp theo đây là James Ward-Prowse, tiền vệ của Southampton. Đây là Rafael Varane, hậu vệ của Manchester United. Và cuối cùng là Smith Rowe của Arsenal. Ô, hình như là mình bị mở ngược á, mình đáng lẽ mình phải mở mấy cái thẻ thường trước nè, rồi mình mới mở mấy thẻ đặc biệt giống vậy. Và mình sẽ để những cái thẻ thường bên này ha. Đây là những thẻ đặc biệt nè, và thẻ mình thích thì mình sẽ bỏ vô bọc và để ở đây. Và đây là những thẻ đặc biệt mình mở ra. Rồi, tiếp theo tới bách này đi. Đây chúng ta sẽ mở ra ha. Để coi, khá là hồi hộp nha, không biết là đây là forward là tiền đạo à, hay là mình sẽ mở từ dưới đích đi ha, từ dưới lên nè. Mình sẽ lật lại ha cho dễ ha. Đây là tiền đạo của Chelsea, forward là vị trí R-dub hoặc L-dub nè, là tiền đạo cánh. Để coi là ai đây. Đây là Christian Pulisic, đội trưởng Mỹ. Bỏ qua hàng bên. Và đây là Tottenham, hậu vệ Tottenham, RB là hậu vệ cánh phải. Và đó chính là Emerson Royal, một hậu vệ người Brazil. Tiếp theo, đây là câu lạc bộ Fulham, vị trí là tiền đạo. Thì coi Fulham chắc là Mitrovic hả? À không, đây là Rodrigo Muniz, một tiền đạo người Brazil. Và đây, tới chưa tới, hình như tới thẻ đặc biệt rồi hay sao á. Đây là ba thẻ rồi, đúng rồi. Ta tới thẻ đặc biệt đầu tiên, đó chính là tiền đạo hoặc là tiền vệ tấn công của Leeds United. Và đó chính là
Rodrigo Moreno. À, đây chưa phải là thẻ đặc biệt nha, đây chỉ là thẻ thường thôi. Và tiếp theo, đây là câu lạc bộ Liverpool nè. Đây là tiền đạo cánh phải. Wow, có thể có khi nào là Mohamed Salah không ta? Tiền đạo cánh phải của Liverpool. Và đúng rồi, đó chính là Mohamed Salah. Wow, thẻ cũng khá là giống của anh 7 ha. Mình đây, hai thẻ y chang nhau luôn. Cái màu màu xanh dương nè, khá là đẹp ha. Rồi, tiếp theo đó chính là đây là Dan Docker, tiền vệ, hình như đây là tiền vệ của Wolverhampton, bầy sói. Và cuối cùng, đây là thẻ trò chơi nè. Đó, mọi người có thể nhập code vô ha. Rồi. Thì cũng như anh 7 thôi, mình sẽ cho Salah vô cái bọc bảo vệ nè. Đó, đây là Salah, Mohamed Salah, vị vua Ai Cập. Rồi, tiếp theo, bắt tiếp theo. Wow, mình mở ra được khá là nhiều cầu thủ nổi tiếng ha. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ có, đây là tiền đạo à. Đúng rồi, đây là tiền đạo. Tiền đạo câu lạc bộ nào đây? Câu lạc bộ Everton. Có thể nào là Calvert-Lewin hôm nay? Rất có thể là Calvert-Lewin ha. Đây, mình sẽ, này khá là dính nè. Và đây là Richarlison. À, anh này đã chuyển qua câu lạc bộ Tottenham rồi nè. Nhưng mà cái khúc này là chưa update. Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ có hậu vệ của Arsenal. Saliba đúng không? Để mình đoán thử coi phải Saliba không? À, không, đây là Rob Holding. Hậu vệ người Anh. Đây chúng ta có câu lạc bộ là Bournemouth, tiền vệ Bournemouth. Đây chính là Philip Billing, mình cũng không biết anh này nữa. Anh này cũng không nổi tiếng lắm ha. Rồi, tiếp theo chúng ta có Brighton, hậu vệ cánh phải của Brighton, đó chính là Lamptey, Tariq Lamptey, hậu vệ người Anh. Wow, đây là Manchester City tiền đạo nè. Có khi nào là Erling Haaland không? Mình rất là thích Erling Haaland luôn nha. Để coi. Boom, đúng rồi, đây là Erling Haaland. Yes sir. Mình đã mở được Erling Haaland rồi. Mình rất là thích tiền đạo người Na Uy này. Đây, mình sẽ bỏ vô luôn. Nhanh chóng luôn. Wow. Toàn là những cầu thủ mình thích không ha. Erling Haaland, Salah rồi CR7 nữa. Đây mình sẽ để vào đây. Wow, bộ ba. Đủ luôn á, chúng ta sẽ có một tiền đạo nè, cho Ronaldo cái đá cánh trái và Salah đá cánh phải nè. Wow, tuyệt vời luôn. Rồi, cầu thủ tiếp theo, cầu thủ cuối cùng luôn. Đây là của Aston Villa, ở vị trí tiền vệ. Coi là ai đây? Wow, đây là thẻ Diamond nè, đây là kim cương á, nhìn đẹp quá vậy. Đây là Jacob Ramsey, một anh này cũng đá cho tuyển Anh luôn nè. Wow, thẻ khá là đẹp ha. Và trước tiên thì sau đó chúng ta sẽ coi thử. Đây là code nè, cho mọi người cần nha. Rồi, wow, thẻ này khá là lạ ha, mình nghĩ cũng là một thẻ hiếm á. Đây, thẻ Diamond nè, mình sẽ bỏ vô ha, mình sẽ để bên này đi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bắt tiếp theo. Wow, này là những cầu thủ xịn không? Để coi lần này chúng ta sẽ mở ra được ai đây. Đây, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có Aston Villa, vị trí là hậu vệ cánh trái hoặc là tiền vệ tấn công. Và đó chính là Coutinho, Philippe Coutinho. Wow, hồi xưa mình cũng thích anh này lắm nè. Một tiền đạo người Brazil. Wow, anh này đá được khá là nhiều vị trí nè. Có thể đá tiền đạo nè, lỡ đúp là hậu tiền đạo cánh trái và tiền đạo cánh phải của Wolverhampton. Thì coi là ai đây? Đây là Daniel Boden. Hình như anh này mình cũng đã từng coi anh này thi đấu rồi nè. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có, đây là câu lạc bộ Crystal Palace, vị trí tiền đạo. Nếu tiền đạo mình nhớ không lầm là đúng rồi, Christian Benteke, một tiền đạo người Bỉ. Wow, đây là Manchester United. Đây là vị trí tiền đạo của Man United. Có khi nào lại là anh 7 hay không đây? Ơ, hình như mình thấy cái này nếu mình mở ra mình sẽ bị lộ nè. Đây, mình sẽ lật lại đi ha. Wow, thẻ khá đẹp quá. Đây, mình sẽ nặng ra. Wow, lại thêm một anh 7 nữa nè. Oh my god, mình mở ra được hai anh 7 luôn. Oh my god, hai anh CR7 luôn. Rồi, mình cũng sẽ do vô trong bọc luôn ha. Wow, ngày hôm nay mình mở ra tới tận 2 CR7. Oh my god, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ơi, tay mình đang khá là run luôn nè. Wow, 2 CR7. Và chưa dừng lại ở đó, chúng ta sẽ có, đây là Martin Duravka, một thủ môn của câu lạc bộ chích choe là Newcastle. Wow, cũng khá là đẹp ha. Và lá cuối cùng, wow, một câu lạc bộ cũng không khá nổi tiếng ha. Đây là Leeds United nè. Coi đó là ai đây? À, đây là nguyên hiệu câu lạc bộ luôn. Đây chúng ta sẽ có code nè. Rồi, ok. Chúng ta sẽ mở tới bắt cuối cùng.
bách thường cuối cùng. Wow, đây là những cầu thủ xịn không à? Để coi lần này bách cuối cùng này sẽ ra ai đây. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó chính là câu lạc bộ Fulham chơi vị trí RB, và đó chính là Kenny Tete. Tiếp theo chúng ta sẽ có là Tottenham Hotspur chơi vị trí là tiền vệ phòng ngự, và đó chính là Emi Hober, đúng rồi, Pierre Emi Hober, một tiền vệ người Đan Mạch. Tiếp theo chúng ta sẽ có Leicester City chơi ở vị trí là hậu vệ cánh trái, và đó chính là Luke Thomas, một hậu vệ người Anh. Sẽ để gọn lại ha. Và vẫn là câu lạc bộ Tottenham, lần này là tiền đạo. Có khi nào là Harry Kane không? Wow, mình bị lộ cái đằng sau nè. Wow, đây cũng là thẻ đặc biệt luôn nè. Và đúng vậy, đây chính là Harry Kane. Wow, mình mở khá là nhiều tiền đạo ha. Chúng ta có CR7 nè, rồi Erling Haaland nè, và Mohamed Salah. Lần này chúng ta có thể có thêm Harry Kane nữa. Wow, mình sẽ bỏ vô trong cái bọc màu xanh luôn ha. Chúng ta đã có được 4 tiền đạo rồi đó, 2 CR7 và 3 tiền đạo còn lại. Quá tuyệt vời luôn, mình sẽ để kế anh 7 nha. Đó, để kế đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có thẻ Fire nè, một thẻ loại khác nữa, nhìn khá là đẹp ha. Đây là Mitrovic, tiền đạo của Fulham. Và thẻ cuối cùng, wow, Manchester United CB. Hả? Có khi nào là Harry Maguire hôm nay? Oh my god, mình coi thử nha. Và phúc, wow, đúng là Harry Maguire rồi. Harry Maguire. Là Titan. Wow, nó giống như là tượng trưng cho bức tường thép Harry Maguire. Oh my god. Và đây sẽ là cái code nè. Ok chưa? Rồi. Wow, đúng như mình dự đoán, đây chính là đội trưởng Harry Maguire, hay mọi người hay gọi là Mã Hài đó. Ok, mình sẽ để kế bên Diamond ha. Sẽ để xích lên một tí để có chỗ nữa. Rồi, bây giờ Legend thì mình sẽ để sau cùng nha. Mình sẽ mở cái Limited Edition, là cái thẻ giới hạn á. Hình như là một pack này chỉ có một thẻ thôi. Wow, ta đã thấy được rồi. Để mình sẽ quay lại không cho thấy nữa, để cho thấy một tí mặt thôi. Và chúng ta sẽ đoán thử ha, đây là ai nha. Man City, vị trí GK, vậy là mọi người cũng biết là ai rồi đúng không? Chắc chắn đó chính là Ederson. Wow, Ederson, mình cũng khá là thích anh thủ môn Ederson này nè. Và cuối cùng chính là huyền thoại. Mọi người sẽ đoán xem đây là huyền thoại của câu lạc bộ nào đây. Chúng ta sẽ quay mặt lại đi, chứ không là mọi người sẽ thấy mất. Đây, sẽ quay mặt lại. Ây da, khá là khó xé ha. Ô, nó hiện ra luôn rồi. Đây là Brian Robson của câu lạc bộ Manchester United. Đây, chúng ta có thể thấy được là cái hình đó, cái hình của Brian Robson ở đây có luôn. Đây, khá là hấp dẫn ha. Ok, thì dĩ nhiên rồi, Legend thì mình cũng sẽ bỏ vào trong cái bọc màu xanh luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Blood. Wow, giờ mọi người sẽ đợi mình một tí để mình tháo hết những cái pack này ra đi ha. A few moments later. Và đến với pack lớp thì chúng ta sẽ có vẫn như cũ thôi, 5 cái pack thường nè và 2 pack phiên bản giới hạn. Thì cái này mình sẽ để mở sau cùng nè, mình sẽ để qua đây ha. Rồi pack lớp mình sẽ để đây. Đó, để qua một bên cho nó gọn. Rồi, nó sẽ đến đầu tiên chúng ta sẽ có đây chính là câu lạc bộ Liverpool. Hình như nó hơi khác ha, chúng ta hãy cùng so sánh nha. Đây là bản Blood nè, và đây là bản thường nè. Đó, mặt sau thiết kế cũng sẽ khá là khác ha. Đây chúng ta có thể có vị trí nè, thì ở trên đây nó sẽ ghi Defender trên này. Còn bên bản thường nó sẽ ghi Defender là đây, vị trí chơi của cầu thủ nè. Bên này bản thường thì là logo của câu lạc bộ sẽ nằm bên trái trên cùng. Còn ở đây sẽ là ở giữa và bên dưới. Rồi, ta sẽ đến với lại cầu thủ đầu tiên chơi vị trí là hậu vệ của Liverpool. Đó chính là Virgil van Dijk. Wow, một cầu thủ cũng khá là hay ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có là câu lạc bộ Southampton, vị trí là hậu vệ luôn, và đó chính là Salisu, Mohamed Salisu. Cầu thủ tiếp theo chúng ta sẽ có chính là của câu lạc bộ Brighton, tiền đạo Brighton, và đó chính là Rising Star nè. Đây là Julio Enciso, mình cũng không biết anh này lắm tại mình không có theo dõi Brighton. Rồi, sẽ để bên này đi ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ có câu lạc bộ là Fulham ở vị trí là tiền đạo, và đó chính là Mitrovic. Hình như là mình mở ra được
Đây, chúng ta có hai phiên bản nè. Đây là Mitrovic. Đây là Mitrovic nè. Đó, hai phiên bản khác nhau nè. Fan favorite là kiểu cầu thủ mà được fan người hâm mộ yêu thích nhiều á. Rồi ok. Ta sẽ bỏ qua một bên. Và đây là chưa phải cuối cùng. Chúng ta sẽ có là Manchester City ở vị trí hậu vệ. Để xem đây là ai đây. John Stones. Wow. John Stones, một cầu thủ hậu vệ khá là hay ha. Và cuối cùng là Chelsea ở vị trí hậu vệ, đó chính là Koulibaly. Qua lần này thì những thẻ đặc biệt á, thì nó sẽ nằm ở ngay giữa cái nguyên cái pack ha, khá là lạ. Rồi, và cuối cùng đây chính là cái code nè. Đó, mọi người thích thì có thể nhập vô chơi ha. Rồi, thẻ tiếp theo. Pack tiếp theo sẽ mở nhanh luôn ha. Qua wow, đầu tiên chúng ta sẽ có Bournemouth. Thì đây, tôi sẽ lấy thẻ trước đi ha. Đây, đây là code cho mọi người. Rồi, thì mình sẽ đếm ra 1, 2, hình như là 3 thẻ á. Mình nhớ thế. Rồi, mình sẽ để lên đây nè. Thì thẻ cuối cùng này sẽ là thẻ đặc biệt. Hình như là vậy là rất đúng rồi đó. Đầu tiên chúng ta sẽ có Saliba, hậu vệ của Arsenal. Tiếp theo là Tyler Adam, một cầu thủ người Mỹ. Đây là Ben Berson. Wesley Fofana của Chelsea. Wow, đây là thẻ Woodfay. Mình không biết anh này lắm. Defender Titan, thẻ cũng khá là đẹp ha. Và chúng ta có hai thẻ đặc biệt luôn. Đây là William nè, một cầu thủ cũ của Chelsea. Wow, Magic Boot là kiểu đôi giày ma thuật á. Wow. Mình sẽ để bên này ha. Rồi anh William này thì mình nghĩ là mình sẽ cho vô trong bọc đi ha, nhìn khá là đẹp. Hay là không, giờ mình thấy thẻ cũng bình thường đúng không? Nên là thôi đi, sẽ để bên này đi ha. Rồi, thẻ tiếp theo chúng ta sẽ có ai đây? Đầu tiên chúng ta có thể thấy được đây là West Ham mà. Là West Ham. Rồi, mình sẽ đếm ha. Đây quên, chúng ta sẽ có code trước. Đó, có code. Rồi 1, 2, 3. Rồi, bỏ xuống dưới. Đầu tiên chúng ta sẽ có Thilo Kehrer, một cầu thủ người Đức chơi cho câu lạc bộ West Ham. Đây là Rodrigo, cầu thủ người Tây Ban Nha chơi cho Man City. Đây là Thomas Susek, một tiền đạo cánh, hình như tiền đạo cánh, tiền vệ ha, tiền vệ của West Ham. Đây là Juan Cancelo. Và thẻ đặc biệt đầu tiên chúng ta sẽ có, đây là goalkeeper, là Hugo Lloris. Wow, mình khá là thích Hugo Lloris nè, thẻ này khá là đẹp nha. Hồi xưa mình thích tuyển Pháp lắm, và nhất là anh Hugo Lloris nè. Vâng, và cuối cùng, wow, một thẻ màu khá là đẹp ha. Midfield là tiền vệ của Brazil, Coutinho. Wow, chúng ta đã mở ra được hai Coutinho rồi. Ok, mình sẽ để bên này ha. Rồi, tới patch tiếp theo, chúng ta còn một patch nữa là sẽ đến những patch đặc biệt. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đây chính là Liverpool. Coi ha, chúng ta sẽ có code nè. Đây, code. Đó, rồi, ok. Mình có thể dừng lại để xem ha. Đây, sẽ bỏ ra đằng sau. Ôi chết rồi, mình lỡ thấy thẻ đặc biệt ở trên luôn rồi. Oh my god. Đây là Lloyd Kelly, một cầu thủ của Bournemouth. Rồi, mình sẽ bên đây ha. Đây là Vitaly Janet, một cầu thủ người Đức của Brentford. Đây là Joseph Gomez của Liverpool. Đây là David Raya, Jamie Vardy. Và cuối cùng là Daylen Rice. Đây là tân binh của Arsenal nè. Mình nhớ là tân binh của Arsenal đó. Rồi, sẽ bên đây ha. Và bắt cuối cùng. Để coi. Có vẻ như là phiên bản thường đó, mình thấy thẻ nó đẹp hơn là phiên bản X, bản Plus á. Bản Plus thẻ không đẹp như bản thường, mình nghĩ nó xấu hơn mọi người ạ. Rồi, ở đâu, quên mất, mình sẽ đây. Ta sẽ coi, đó, đây là code nha. Rồi, 1, 2, như thẻ quay ngược lại sẽ là thẻ đặc biệt á. Nên là mình nghĩ là mình sẽ đến đây đi. Rồi, vậy đi. Đây là Alexander Isaac, tiền đạo của Chichue. Tiếp theo là Mark Roca của Leeds United. Đây là Nathan Line, Raul Jimenez, tiền đạo của Wolverhampton. Và đây là câu lạc bộ Crystal Palace nè. À, hình như đằng sau còn một thẻ. À, đây rồi, thẻ này đẹp nè, thẻ này đẹp nè. Tiền đạo Gonzalo Guedes. Wow, Goal Machine, là cổ máy ghi bàn. Wow, thẻ này đẹp nhờ. Mình thẻ đặc biệt hơn những thẻ mà hồi nãy giờ mình mở đó. Thì mình sẽ cho vô cái bao thần thánh này ha. Wow, màu xanh xanh nè, xanh xanh vàng vàng. Đây là màu mình cũng khá là thích ha. Nhìn giống khá là viên kim cương á. Đây, mình sẽ bỏ vô. Ok, và chúng ta đã mở xong những patch thường rồi.
chúng ta sẽ đến với Limited Edition. Mình sẽ mở vách đầu tiên. Wow, chúng ta phải lật lại cho nó hồi hộp. Mình sẽ mở ra từ từ ha, mở từ đằng sau, cố gắng mở ra rồi. Đây, chính là câu lạc bộ Leicester City à. Mình mong là một câu lạc bộ gì nó xịn hơn chứ. Chơi bị đấy CDM. Và đó chính là, mình cũng chả biết anh này luôn, Delbury Hall. Khá là lạ ha. Thôi, mình cứ Limited Edition mà, thì cứ bỏ vô trong bọc đi ha. Và cái cuối cùng sẽ mở ra đi. Đây, sẽ lật lại. Vâng. Cũng là một câu lạc bộ cũng không quá nổi, đó chính là Southampton. Và đó chính là Bianco. Anh này mình cũng không biết anh này luôn. Cầu thủ người Brazil. Thôi mình cứ bỏ trong bọc đi ha, dù gì cũng là cầu thủ. Thì tổng hợp lại thì đây chính là bốn cầu thủ mình thích nhất nè. Chúng ta sẽ có Mohamed Salah, Erling Haaland, Harry Kane, hai anh CR7 luôn. Wow, khá là đẹp ha. Wow, mình khá thích CR7 đó. Không thể tin được là mình mở ra được hai CR7 luôn. Đến giờ mình vẫn còn rung nè. Không thể tin là điều này lại xảy ra. Wow, đây mình sẽ để lên. Và chúng ta sẽ có Legend, huyền thoại của MU, Brian Robson. Đây là thẻ Limited Edition của Ederson, thủ môn của Man City. Và Harry Maguire. Đây là điều mình không ngờ nhất, là mình đã mở ra được người đội trưởng Harry Maguire. Và đây là thẻ Jacob Ramsey nè, Diamond, nhìn khá đẹp ha. Đây là một trong những thẻ mình cũng rất là thích nè. Đây là thẻ của Gonzalo Guedes, còn cái thẻ cũng khá đẹp ha, màu xanh nè. Đó. Và đây là cuối cùng hai thẻ Limited Edition. Và rồi, ok. Thì video mở thẻ của mình đến đây cũng đã hết rồi. Và nếu mọi người thích video này và ủng hộ mình thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để mình có động lực làm thêm những video khác ha. Bây giờ thì bye bye mọi người.